Chuyện bên thầy. Tập 1. Kết tập: ông Nguyễn Văn Lía, ông Nguyễn Văn Ti, ông Bùi Văn Ưởng. Nhà xuất bản Suối Đạo. Người đọc: Bồ Công Anh. Lời nói đầu: kính thưa quý liệt vị, suốt thời gian Đức Thầy hoằng đạo độ sanh, ngoài quyển Sấm Giảng, một quyển Cách Tu Hiền và trên 200 bài thi thơ ngắn, với mục đích quảng truyền chánh pháp mà trong giáo hội đã sưu tập, Ngài còn thuyết pháp hằng mấy trăm lần cho đại chúng nghe, cũng như những cuộc tiếp xúc dạy bảo riêng từng người thì không sao kể xiết. Mỗi đều là những bài thuyết giáo hoặc dài hoặc ngắn. Chính chúng tôi cũng được nghe Ngài thuyết pháp mấy lần tại Mỹ Luông, Kiến An, Cao Lãnh. Nhưng rất tiếc là thời gian ấy không ghi chép đầy đủ, chỉ truyền khẩu với nhau những gì còn nhớ mà thôi. Mấy lúc này, chúng tôi may mắn được nghe các vị cao niên trong đạo đã từng gần gũi Đức Thầy thuật lại những mẩu chuyện chung quanh Ngài, do quý vị ấy đã hân hạnh được nghe thấy. Chúng tôi cảm nhận có nhiều câu chuyện chẳng những Đức Thầy dạy riêng cho từng người, mà còn dạy chung cho tất cả và rất lợi ích cho việc tu hành. Nếu chịu khó sưu tầm, ghi chép, thấy giá trị của những lời khuyến dạy trong đó, không khác nào bộ kinh Pháp Cú của Đức Phật thời xưa. Cho nên chúng tôi mới mạo muội kết tập các mẩu chuyện ấy lại thành sách và tạm đặt cho cái nhan đề là Chuyện bên thầy. Mỗi câu chuyện chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là lời tường thuật, phần thứ hai là lời phụ bàn. Trong lời phụ bàn, ở đây chúng tôi chỉ bàn theo ý nhận xét thô thiển của mình. Sau khi được nghe kể cốt truyện và căn cứ theo giáo lý của Đức Thầy hoặc Kinh Phật, còn những gì cao thâm trong đó chúng tôi chưa thể thấu đạt, phải chờ các bậc cao minh khác. Chúng tôi cũng đã sưu tầm được khá nhiều mẫu chuyện, song với thời gian hữu hạn nên chỉ cho xuất bản quyển 1 và lần lượt sẽ ấn hành những quyển kế tiếp. Để cho công cuộc sưu tầm được đầy đủ, chúng tôi rất mong quý vị nào được nghe Đức Thầy dạy bảo điều chi, hoặc nghe thấy lúc Ngài tiếp xúc và khuyến hóa người khác, xin vui lòng biên thư báo tin, chúng tôi sẽ đến gặp quý vị hầu giúp cho việc kết tập được phong phú. Chúng tôi rất tin tưởng quý vị huynh trưởng, quý nhà thức giả sẽ hoan hỷ điểm xuyến cho những gì còn khuyết điểm. Xin chân thành đa tạ. Cù Lao Ông Trưởng, Ngài Rằm Trung Nguân, năm Quý Sửu. Nguyễn Văn Lía, Nguyễn Văn Ti, Bùi Văn Ưởng. Hiện báo: ông Nguyễn Văn Sóc, người ở xã Long Điền, quận Chợ Mới, An Giang, thuở Đức Thầy mới khai đạo. Ông thường tới tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo để nghe Ngài thuyết giảng đạo lý. Hôm nọ, vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão, năm 1939, sau thời thuyết đạo, bỗng thấy một chiếc ghe vừa ghé bến, rồi một người đàn ông cặm sào bước lên bờ, đi ngay tới trước Đức Thầy, chắp tay thưa: thưa ông Tư, gia đình tôi ở Dôi Cỏ Bác, ngang Tân Châu, cách đây 3 tháng, thằng con tôi phát bệnh rất nặng, cả mình đều nói u nằn, da thịt dày cứng, ăn nói khác thường và đau nhức liên tiếp ngày đêm. Gia đình tôi lo chạy chữa nhiều nơi, tiền bạc hết sạch, mà bệnh nó vẫn không giảm chút nào. Chỉ khi nó đòi ngâm mình dưới nước mới bớt đau nhức, nên mấy lúc gần đây nó hay trầm mình dưới sông, có khi cả 1-2 giờ kêu nó cũng không chịu lên. Nay tôi và thằng con lớn trói nó lại, ngâm trong chiếc ghe đầy nước, đem xuống đây nhờ ông Tư trị liệu dùm. Đức Thầy nhìn người ấy bảo:
Ông xuống mở trói dẫn con lên đây. Ông lão xuống ghe còn dần dừ, vì sợ mở trói nó nhảy xuống sông, lặn mất đi, bèn trở lên hỏi ý kiến đức thầy lần nữa. Đức thầy dạy: ông cứ làm y lời tôi đi, nó không chạy đi đâu mà sợ. Người ấy dâng lời xuống mở trói dắt con lên. Đức thầy bưng ly nước mát nhìn ngay bệnh nhân đứng đối diện và nói: 3 tháng nay gia đình người ta đau khổ nhiều lắm, thôi bao nhiêu đó đủ rồi. Nói xong, ngài hắt ly nước vào mặt bệnh nhân. Người bệnh té xỉu, bất tỉnh. Vài phút sau, đức thầy bảo ông Năm Chơn đỡ lên. Cậu thanh niên tỉnh táo lại như thường. Đức thầy xoay qua nhìn thân phụ của bệnh nhân, nói: trước đây ông giết cả 2 mẹ con người ta, bây giờ mới gặp quả báo như vậy. Người ấy vội vã trả lời: thưa ông Tư, từ nhỏ tới lớn tôi không có giết ai hết. Ông nhớ kỹ lại đi, ông đã có giết mẹ con người ta một lượt mà. Người ấy suy nghĩ một lát, chắp tay: thưa ông, tôi nhớ kỹ rồi, suốt đời tôi không có giết ai hết. Nhưng có điều, gia đình tôi từ trước tới giờ chuyên sống nghề đâm cá. Nguyên thời gian qua, tôi có đâm được 1 con cá sấu. Khi đem nó lên bờ rồi, ít phút sau lại đâm được 1 con cá sấu nhỏ nữa. Chúng tôi đem hết về, xẻ thịt bán lấy tiền, chi dụng trong gia đình. Chỉ có thế thôi. Đức thầy liền nói: tất cả sinh vật hữu tình đều có linh hồn, thân xác, đều biết ham sống sợ chết, biết đau khổ, oán hận như loài người vậy. Mọi hành động nào cũng đều có nghiệp báo hết. Do đó, tôi mới nói với ông giết 2 mẹ con người ta. Từ đây gia đình ông phải cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ, tìm nghề khác sanh sống. Nghiệp quả bớt dần, con ông sẽ hết bệnh. Nghe đức thầy giải thích, 3 cha con ông ấy quá ghê sợ, chắp tay cúi đầu xin với đức thầy để được sám hối quy y, rồi thỉnh thêm 3 thang thuốc nam từ tạ ra về. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Sóc. Nhận xét: xưa kinh Phật từng dạy, gieo gió thì gặp bão. Sách thánh cũng nói: chủng qua hoàng đắc qua, chủng đậu hoàng đắc đậu. Câu chuyện gia đình của cha con ông lão làm nghề đâm cá quả là nghiệp báo hiện tiền. Vì khi tạo nghiệp đến lúc hưởng quả, thời gian chỉ có 1 năm, tức trong đời người mà thôi. Trong luật nhân quả cũng có biệt nghiệp và cộng nghiệp rất phân minh. 1. Biệt nghiệp là do nghiệp nhân một người tạo ra, thì sau đó chính mình người ấy hưởng quả. 2. Cộng nghiệp là do nghiệp nhân nhiều người cùng chung gây tạo, hoặc cả gia đình cùng gây, rồi cùng chung hưởng. Sau này cũng có nhiều người cùng chung chịu quả. Ví như nước này đem binh đánh giết nước khác, thì sau này cũng bị nước khác đem binh đánh phá, giết hại binh lính nước này, không hề sai chạy. Đức thầy đã xác định. Trồng bóng kiền giống chi ở hôm nay, hoặc là luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Sự trạng của cha con làm nghề đâm cá, đây là trường hợp cộng nghiệp. Con ông bơi xuồng, ông đâm cá sấu đem về xẻ thịt bán, cả nhà chung hưởng. Chỉ cách có 1 năm là kết quả. Con ông bị nghiệp cảm đau nhức, da thịt nổi u nằn, trầm mình dưới nước như cá sấu và bị mất trí khôn. Cả nhà phải khổ vì người bệnh, phải lo lắng, chạy chữa hết tiền bạc, ngày đêm biếng ăn bỏ ngủ. Đây là sự quả báo nhãn tiền. Đời xưa quả báo thì chay, đời nay
quả báo một giây nhớ nhàn tiền. Gẫm lại gia đình ông lão làm nghề đâm cá cũng còn có chút duyên lành, nên mai gặp đức thầy chỉ cho phương cách để chuyển nghiệp. Từ đây gia đình Hải cải hối ăn năn, bỏ nghề cũ tìm nghề khác sanh sống, nghiệp quả bớt dần, con ông sẽ hết bệnh. Và trong khuyến thiện, ngài cũng thường khuyến quá: phải ăn năn phước điện tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Có lòng phái hay không? Vào một chiều xuân năm Canh Thìn năm 1940, ông Nguyễn Chi Diệp đang đứng trước cửa tư gia, bỗng thấy ông Hương Sư Vàng chạy xe đạp tới. Hai người bắt tay chào mừng rồi bước vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, ông Sư Vàng nói: tôi vừa đi viếng chùa Bổ Hương Tự ở Láng Linh về, có xin được cái lòng phái. Trong đó có nhận triệu son bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An. Ông Bảy Diệp liền nói: sao anh không xin giùm tôi một cái? Tại chú không dẫn trước, phải biết vậy tôi xin rồi. Thôi, để hôm khác tôi sẽ đi. Ông Diệp suy nghĩ, mình đã quy y với Đức Thầy, sao còn muốn xin lòng phái chỗ khác trong lúc mình chưa hỏi Đức Thầy? Nên nói: khoan đã anh sư ơi, đợi tối tôi lên hỏi Đức Thầy rồi sẽ quyết định. Ông Sư già nghe vậy cũng giật mình, bảo: chú hãy chờ tôi, chiều nay tôi lên sớm đi với chú. Thế là khoảng 18 giờ chiều hôm ấy, hai ông đến tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo gặp Đức Thầy. Khi kính lễ xong, ông Diệp chắp tay thưa: bạch Thầy, cho tôi xin cái lòng phái có bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương. Đức Thầy liền hỏi lại: xin lòng phái chi vậy? Thưa, quý ông trên chùa Láng Linh cho biết phải có lòng phái mang bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương sao mới vào cửa hỏi long qua được, bạch Thầy. Nghe ông vàng nói vậy, Đức Thầy vừa cười vừa giải thích: nếu nó phải có lòng phái mới vào dự hội được, thì những người không có, thế nào họ cũng tìm cách cướp đoạt. Như vậy thì người có lòng phái chắc chắn không đến dự hội đặng, vì họ đã bị kẻ khác giết hại dọc đường để đoạt lấy lòng phái mất rồi. Lại nữa, đối với cặp mắt của chư Phật Thánh, đâu đỡ phải xuất trình lòng phái mới phân biệt kẻ thiện người ác. Việc chọn lựa người hiền của trời Phật sau này chẳng căn cứ vào sự có lòng phái hay không, mà chỉ căn cứ vào lòng hiền đức của mỗi hành giả. Luật trời bao giờ cũng công minh, chẳng tư dị một ai. Đoạn rồi Đức Thầy hỏi tiếp: vậy cái lòng phái của hai ông xin đó, chữ in hay chữ nổi? Nghe Đức Thầy hỏi, ông Diệp hơi bối rối thưa: bạch, chẳng biết ông sư xin lòng phái chữ gì, tôi cũng chưa thấy nữa thầy. Ông sư vàng liền lấy cái lòng phái từ trong túi áo đưa ra. Đức Thầy cầm lên xem rồi nói: đây là chữ in, tức là người ta cầm con dấu có khắc bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương chấm vào mực đỏ rồi nhặn lên tờ giấy là có bốn chữ đó. Còn chữ nổi là thí dụ, tôi cho các ông một tờ giấy trắng, rồi sau thời gian tu tập đúng theo giáo lý, nó tự nổi lên bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương. Xong, nói thì nói vậy, chứ thời nay tôi không cho tín đồ lòng phái chữ in hay chữ nổi gì cả. Tại sao vậy thầy? Ông Diệp hỏi lại. Ngài đáp:
bởi đời hạo nguyên mạt pháp, lòng người quá tráo trở tham lam. Bất cứ cái gì có hình tướng, màu sắc, người ta đều bắt chước giả mạo hoặc tranh giành đủ cách. Do đó trong hiện tình, thầy cũng như Phật, tiên, thần, thánh luôn dùng tâm trí mà nhận biết sự chân giả và có tu hay không của mỗi người, chứ không căn cứ vào sắc tướng bên ngoài. Dẫn theo lời Chánh Giác, tạp chí báo Giác Tiến nhận xét: đọc truyện trên thấy có những điểm sao cần phải lưu ý để thi hành hoặc nên tránh. Điểm thứ nhất, từ xưa các tông phái đạo Phật đều có cấp cho mỗi tín đồ một lòng phái với ý nghĩa của tông phái mình. Khi họ đã quy y thọ giáo, lòng phái được xem như cái giấy chứng nhận cho tín đồ nào bằng lòng giữ theo quy giới giáo pháp của đạo đó. Còn sự chứng đắc quả dị là nhờ hành giả đó thật tâm tu hành mới có kết quả. Vấn đề hội long qua là cuộc chọn lọc lành còn giữ mắt. Long qua tiên Phật đáo ta bà lựa lọc con lành diệt quỷ ma. Và trở chân cho kịp long qua. Long qua có mặt ấy là hiền nhân. Vậy thì người theo đạo có trao sữa cho mình được chọn lành mới vào được hội long qua, chứ chỉ có lòng phái suông chưa đủ điều kiện vào hội. Thế mà có nhiều người hiểu lầm, truyền khẩu với nhau, chấp theo hình tướng trở thành mê tín. Do đó Đức Thầy mới cảnh giác, Phật trời thần thánh đâu đợi có lòng phái mới phân biệt được kẻ thiện, người ác. Bởi nhân gian tư ngữ, thiền dân như lôi, ám thất khuy tâm, thần mục như điển. Lời nói riêng của nhân gian trời nghe như sấm nổ, lòng tính quấy trong nhà kính, mắt thần xem như điển chớp. Đức Thầy cũng cho biết, cặp mắt thánh dòm xem tứ hải. Điểm thứ nhì là vấn đề sắc tướng. Kinh xưa từng bảo, phàm hữu sở tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có màu sắc và hình tướng đều là không thật cả. Hoặc sắc tướng thinh âm chưa ngoại giao, chân truyền cụ thất đạo nan thành. Thinh âm sắc tướng đều là những cái bên ngoài của đạo. Nếu chấp theo đó, ắt chẳng đúng theo chân truyền chánh pháp, dù gì của Phật đạo khó thành được. Xưa kia, y bát của Phật truyền xuống tới Đức Lục Tổ thì bị môn đồ tranh giành cướp đoạt. Ngài như xá lợi của Phật cũng bị tranh tụng phân chia. Chỉ có tâm ấn và giới pháp mới không ai giành giật phân chia được. Vì thế Đức Thầy mới dạy hai ông Sư Giàng và Quảng Diệp: bất cứ cái gì có hình tướng đều bị người ta bắt chước, giả mạo hoặc tranh giành cướp đoạt. Cho nên Phật tiên thần thánh lúc nào cũng dùng tâm trí mà nhận ra sự chân giả, có tu hay không tu của mỗi người, chứ không căn cứ vào sắc tướng bên ngoài. Vậy thì sự có lòng phái hoặc giấy chứng nhận hay không chẳng phải là vấn đề quan trọng đối với người tu hiện giờ, mà quan trọng ở chỗ đó chúng ta tu có đúng chân lý hay không. Cởi mở. Khoảng cuối mùa hè năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Ngày nào cũng như ngày nấy, ban ngày Đức Thầy trị bệnh và thuyết đạo để khuyên bá tánh thức tỉnh tu hành. Chiều lại sau giờ cúng tối, Ngài cũng dành thì giờ giảng luận đạo lý.
Gần đó có ông Phạm Chí Hiền, thường gọi là Sáu Diên. Mỗi buổi tối, ông hay đến nhà ông Bộ Thạnh để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lúc đầu ông Diên có dự định nghe để tìm hiểu coi Ngài luận giải đạo đức ra sao. Nhưng một đêm nọ, hình như lời pháp đã thấm nhuần vào tâm tư. Khi về nhà, ông nằm suy nghĩ những việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình từ lâu không xứng đáng là một con người. Nói chi đến Phật Thánh. Đoạn rồi ông kết luận, mình quả là con thú hai chân, làm sao tu được? Nên lòng ông nghi ngại, không dám nghĩ đến quy y hành đạo. Sáng lại, ông Diên cũng đến nhà ông Bộ Thạnh ngồi nghe pháp. Sau khi điều trị một ít bệnh nhân, Đức Thầy thuyết giảng đạo lý. Ông Diên thấy Đức Thầy nhìn ngay mình trước, mới từ từ nhìn đến người chung quanh. Ngài cắt tiếng, Ngài nói rất nhiều, nhưng ông Sáu Diên chỉ còn nhớ một đoạn. Ai có nghe thuyết giảng kinh pháp cũng nhận được, đối chiếu với cõi trần gian khổ nhọc của chúng ta đang ở, có cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cõi ấy rất an vui quý báu, không còn lo ăn mặc hay già bệnh chết. Nhưng hôm nay tôi không muốn nói tới cõi cực lạc, vì hình như nó xa với quý ông quá, khó tin nhận. Mà hôm nay tôi muốn nói đến cái châu thành của nước mình thôi, để quý ông dễ hiểu, dễ tin. Như có người đi Sài Gòn về thuật lại cho những người chưa đi lần nào nghe. Sài Gòn có cả một châu di 9-10 quận, nào đường xá xe cộ, có nhiều nhà lầu cao 5-7 tầng, đèn điện sáng choang, đủ màu, đủ kiểu. Nào hàng quá, ghe tàu. Nghe qua, ai cũng có ý định tới đó một lần cho biết. Nhưng trong số này, có 3 hạng người suy nghĩ khác nhau. Hạng thứ nhất là người có nhiều tiền của nghĩ rằng mình chỉ lên xe ngồi từ 4-5 tiếng đồng hồ là tới nơi, giỏi gì phải đi gấp. Thế rồi lây lắc mãi, người ấy chưa đi được. Hạng thứ nhì là người có đủ phương tiện ghe xuồng, nghĩ rằng đây lên Sài Gòn, mình chỉ cần chèo bơi 2-3 ngày là tới thôi, để thủng thẳng rồi sẽ đi. Do đó thời gian kéo dài, người đó cũng chưa đến được. Còn hạng thứ ba là người rất nghèo túng, thiếu mọi phương tiện, tiền gạo ghe thuyền. Nhưng khi nghe nói đến Sài Gòn thì họ quyết định và hăng hái ra đi. Dù họ phải đi bộ và dọc đường ăn xin, ngủ nhờ, song bởi có lòng cương quyết và bền chí, nên chỉ trong thời gian 9-10 ngày là người ấy có mặt tại Sài Gòn, trong khi hai hạng người có đủ phương tiện kia chưa khởi hành. Sự tìm đạo tu hành của mỗi người hiện nay cũng thế. Nếu không có lòng dứt khoát và cương quyết, thì biết bao giờ mới ra khỏi cảnh khổ đau, sanh tử. Nghe lời luận giải của Đức Thầy, ông Sáu Diên hiểu là Ngài muốn cởi mở điều hoài nghi của mình vừa qua. Ông liền hăng hái đến trước Đức Thầy, xin quy y và lo tu thân hành đạo. Thực theo lời ông Sáu Diên. Nhận xét. Xuyên qua câu chuyện ông Sáu Diên, chúng ta nhận thấy giáo pháp thật là màu nhiệm vô cùng, bởi nó là ánh sáng của trí tuệ, nay đuốc huệ từ bi đã rọi. Lần đầu tiên lời thuyết pháp của Đức Thầy giúp cho ông Diên thấy được những sai lầm của mình từ trước tới giờ. Nhưng vì nghiệp mê lâu đời hãy còn che lấp hạt giống giác ngộ, nên ông đâm ra hoài nghi, mặc cảm, thấy mình chẳng xứng đáng là con người, thì làm sao tiến đến quả vị tiên Phật được. Nên ông chưa chịu quy y hành đạo. Nhưng dù sao, ông cũng có đặc điểm đáng chú ý là sau khi nghe pháp, biết kiểm soát lại lòng mình. Trong lúc có nhiều người nghe rồi thì cũng phủi rồi. Đến lần thứ nhì là nhờ Đức Thầy thấu rõ tâm trạng của ông Diên, nên Ngài khéo léo đưa ra tỷ dụ 3 hạng người đối với châu thành Sài Gòn, để chỉ cho
mọi người nơi chốn Ta Bà nhận được có cõi Cực Lạc. Nhờ đó giúp ông Diên cởi mở được hoài nghi, mặc cảm mà hăng hái quy y, hành trì chánh pháp. Vậy người muốn tu, dầu đặng gặp Đức Thầy hay chưa gặp, ai ai cũng phải nương theo ánh sáng của trí huệ, tức lời giáo pháp của Phật, của Thầy. Nương theo đuốc huệ tâm chân lý, lòng tiên từ bi diệt dục lòng, tình ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội, châu Phật hòa vui cõi đại đồng. Tùy thời và tiết kiệm. Năm 1939, người Pháp tình nghi Đức Thầy làm quốc sự, cho nên họ buộc Ngài phải đến tỉnh Sa Đéc trình diện. Khi trình diện xong, Đức Thầy và ông chủ cu đi về. Bấy giờ trời mưa tầm tã, mây phủ tối đen, khách đi đường không còn qua lại. Vì có Đức Thầy và ông chủ cu nép mình vào hiên phố đục mưa. Trời mưa đã tạnh, đồng hồ đã bon bon, nghe 7 giờ tối. Đức Thầy và ông chủ cu quần áo đều ướt cả. Đức Thầy bảo ông chủ hãy cởi áo ra, dắt nước cho ráo rồi mặc lại cho đỡ lạnh. Gặp cảnh nào xử sự theo cảnh nấy. Vì trình diện nên lỡ bữa cơm chiều. Lúc đó ông chủ cu trình với Đức Thầy để ông tìm quán cơm. Ông đến một tiệm cơm bảo chủ quán nấu hai phần cơm. Chủ quán nói, vì giờ này tối rồi, không còn ai ăn nữa. Trong quán tôi hiện còn một con gà và nửa con cá mặn. Nếu mà làm hết thì tôi nấu, bằng không thì thôi. Suy nghĩ mãi, sau cùng ông chủ quyết định, thôi được, ông cứ nấu đi. Độ nửa giờ sau, cơm dọn lên, ông chủ cu mời Đức Thầy dùng. Đức Thầy thấy đồ ăn nhiều nên hỏi, sao ông bảo làm đồ ăn nhiều thế? Ông chủ cu thưa, vì trời tối không còn ai ăn nữa, nếu làm hết hai thứ này, ông chủ tiệm mới bằng lòng. Đức Thầy nói, nếu ăn xa xí như vậy thì tội lắm. Ngài lặp đi lặp lại câu nói ấy luôn mấy lần. Nhận xét. Nghe qua mẫu chuyện ngôn hành của Đức Thầy, tuy có vài lời dõng dạc mà ý vị thâm trầm. Đấy cũng là một tràng thuyết giáo có hai ý nghĩa, phải tùy thời và không xa xí. Ý nghĩa thứ nhất là phải tùy thời. Ta đã từng đọc truyện sử, thấy biết bao bậc cổ đức, các nhà chí sĩ nhờ biết tùy thời mà lập được công to chí cả. Lòng họ như nước, hễ gặp hình vuông thì theo vuông, gặp hình tròn thì theo tròn, gặp đất thì cứng thì thấm dần, gặp đất mềm thì tuôn qua một cái. Trong lịch sử Đông Phương cũng như Tây Phương, biết bao chuyện chứng minh sự tùy thời. Như xưa kia, việc câu tiễn nhờ biết tùy thời, gặp phận bỉ phải ép mình luồn lụy, có khi nếm phải phận của Ngô Phù Sai, chẳng nài sự nằm gai nếm mật,
chờ cơ hội quật khởi. Quả nhiên, việc câu tiễn đến hồi Vận Đạt đã chổi dậy, làm cho Vô Ngô trở tay không kịp, sự nghiệp bá vương phải sụp đổ. Cũng như Lưu Huyền Đức lúc ở chung với Tào Tháo, hàng ngày trồng rau nhổ cỏ, không tỏ mình có chí quân tử, ngồi giữa bữa tiệc làm rơi đũa để tỏ mình là kẻ tiểu nhân, hầu đánh lạc hướng nghi ngờ của Tào Tháo. Gần đây ta thấy Đức Thầy cũng phải tùy thời, vì dẫn nước chưa đạt, nền đạo chưa hưng thịnh, nên Đức Thầy phải đi trình diện với người Pháp. Đến thời cơ thuận tiện, Đức Thầy cũng xông pha lên vũ đài cổ động quần chúng. Ngài cho biết: Đấng Nam Nhi ẩn nhận tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hồ chí. Sự tùy thời là gặp vận nước nguy vong, gặp hồi pháp nạn chờ cơ hội, chứ không phải tùy thời mà cứ hưởng bổng lộc ngôi cao cho đến ngày mãn kiếp. Ý nghĩa thứ hai là sự ăn uống phải biết tiết kiệm, không nên xa xí. Vẫn biết loài người phải ăn uống để sống, làm công kia, việc nọ, thế nên ai ai cũng nhận sự ăn uống là cần thiết. Nhưng chớ nên nuông chiều theo khẩu dục, ăn uống những món cao lương mỹ vị, mà giết hại loài vật quá nhiều, phải hoang phí sanh mạng của chúng. Ta nên nhận rằng, vì sự ăn uống, con người phải chạy sớm, chạy chiều cung phụng cho thân. Nếu không biết tiết kiệm, ăn xài xa xí, làm hao tiền tốn bạc, trở nên nghèo khổ, có khi phải làm nhiều việc bất lành, cướp của, giết người, hại vật. Nếu mọi người biết tiết chế sự ăn uống không xa xí, thì cũng bớt được phần lớn của sự khổ. Lúc đó, con người không thấy ngoại cảnh chi phối, tâm họ được bình, tánh họ được tịnh, lòng họ được an nhiên, văn vu cả vũ trụ, vì họ ở trong đời mà không lụy gì đời. Chuyện thứ hai, chân lý vô cùng. Ông Lê Minh Đường trước quê ở Kiến Phong, sau di cư về Kiến An, Chợ Mới, năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, thân mẫu ông đã phát tâm quy y thọ giáo với ngài. Có một hôm thân mẫu ông bảo ông đến nghe Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy đạo lý. Bà khen ngài dạy hay lắm, nhưng ông Đường không trả lời điều chi, vì còn dè dặt suy nghĩ. Mãi đến mùa xuân Canh Thìn, ông Đường mới cùng một người bạn đến tổ đình viếng Đức Huỳnh Giáo Chủ. Khi đến nơi khoảng 9 giờ sớm mai, bấy giờ cũng có tín hữu các nơi đến viếng độ vài mươi người. Lúc đó Đức Huỳnh Giáo Chủ đang chứng cho 5 người bán lá ở Cà Mau bỏ rượu và á viện, cùng lúc quy y thọ giáo. Nơi bàn phía trước, ông Năm Hiệu đang chép bài nguyện cho những người mới quy y và thuật lại các viên Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thuyết giảng. Sau đó, ông Đường gặp ông Cả Đô. Hai người cùng nhau trò chuyện một hồi, chợt ông Cả Đô thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ đi đến, liền đứng dậy hỏi: Thưa Thầy, bữa nay sao Thầy không giảng? Vì có lính kính rình. Trả lời xong, Đức Huỳnh Giáo Chủ trở lại chiếc ghế dài phía trong, đặt lưng nằm. Ông Lê Minh Đường không còn hy vọng nghe giảng. Ông cố ý hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ một vài điều mà còn ngại việc xưng hô, vì chưa quy y nên không thể gọi bằng thầy. Sau đó ông nghĩ kêu bằng ông đạo đúng hơn, vì Đức Huỳnh Giáo Chủ hay giảng đạo.
Hết sự suy nghĩ, ông Đường bước đến bên cạnh Đức Thầy, hỏi: Thưa ông, tôi muốn tu, không biết chân lý đi đến đâu? Đức Huỳnh giáo chủ ngồi dậy và đứng lên rất lẹ, vỗ vai ông Đường và nói: Chân lý có một thôi ông à. Khi Đức Huỳnh giáo chủ trả lời xong, ông Đường và ngài đến ngồi chiếc bàn đặt giữa nhà. Đức Huỳnh giáo chủ ngồi vào chiếc ghế đai thứ năm. Ông Đường đứng kế bên hỏi tiếp: Thưa ông, đành rằng chân lý có một, nhưng đi đến đâu là cùng? Đức Huỳnh giáo chủ đáp lại một cách quả quyết: Tôi nói chân lý có một, không có hai, mà nó không cùng. Lúc đó nhiều người trách ông Đường, sao hỏi cái gì kỳ cục vậy? Riêng ông Đường thì thấy thỏa mãn, không hỏi nữa. Ông mới xin Đức Huỳnh giáo chủ cho một bài thi để suy gẫm. Đức Huỳnh giáo chủ liền lấy miếng giấy trên tay ông Đường và ông Đường trao cây viết calo cho Đức Huỳnh giáo chủ. Khi viết, ông Đường để ý không thấy Đức Thầy có vẻ suy nghĩ hay ngưng bút. Ngài viết một mạch xong bốn câu thi: Phong văn kỳ nộ á thiên tòng, nhuệ khí tam tư tán kiên phong, hồ bi thanh sử nê hồng nhạn, tá giả quy điều viễn tự công. Đức Huỳnh giáo chủ viết xong trao cho ông Đường, bảo về bàn và đưa một bài nguyện quy y, dặn về xem đó mà tu hành. Viết theo lời ông Lê Minh Đường. Nhận xét: Qua mẫu chuyện ông Đường hỏi Đức Thầy về chân lý, chúng ta thấy đó là một điều cần thiết. Xưa nay, dù ở phái duy tâm hay duy vật, người ta đều cố tìm ra chân lý. Nên có người tìm ra chân lý bằng cách vung tiền ra, kẻ thì phí sức lên non cao, xuống vực thẳm tìm ra chân lý, rốt cuộc phần đông luống công. Thật ra muốn thấy được hay hiểu được, không phải phí sức hay vung tiền ra hay dụng ý phàm phu mà hiểu được. Muốn gặp chân lý hay muốn hiểu được chân lý là phải ráng tu hành, làm sao cho có trí tuệ mới mong đạt được chân lý. Bởi tất cả kinh văn pháp giáo ví như ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu ai chấp ngón tay là mặt trăng thì rất sai lầm. Con người hành đạo cứ chấp vào văn tự hoặc cái thế trí biện thông của mình thì không bao giờ thấu đạt chân lý. Vả lại chúng sanh thì lòng mê mờ, không nhận được sự thật của vạn pháp, nên mới có sự thiên chấp, cho giả là thật, cho thật là giả, rồi dẫn đến chỗ bất hòa. Cũng như câu chuyện năm người mù rờ một con voi. Người thứ nhất rờ đụng cái vòi, cho con voi là cái vòi hút nước. Người thứ nhì rờ đụng cái lỗ tai, cho con voi như cây quạt. Người thứ ba rờ đụng ống chân, cho con voi như cây cột. Người thứ tư rờ đụng cái bụng, cho con voi như cái trống chậu. Người thứ năm rờ đụng cái đuôi, cho con voi như cây chổi quét nhà. Năm người mù rờ một con voi, rồi tả theo sự hiểu biết của mình, không ai giống ai. Do đó mới có chỗ tranh chấp, cãi lẫy với nhau. Chớ chi năm người mù được sáng mắt, trông thấy toàn diện con voi, thì không khi nào thiên chấp lệch lạc. Người đời cũng thế, bởi bị các thị dục lôi kéo vào danh lợi tình, làm cho trí tuệ mê mờ, không nhận được đường ngay nẻo thẳng, nên không thấy rõ chân lý. Vậy để thấu đạt chân lý vô cùng, chúng ta cần phải chọn một phương pháp tu hành như bát chánh đạo, phá ngũ uẩn, diệt lục căn, lục trần, hoặc chuyên trì niệm Phật, vân vân. Trí tuệ tất được phát khai, chừng đó tâm trí không còn bị chướng ngại ngăn che, lại sáng tỏ như trăng rằm, thấy được sự thật của vũ trụ và vạn vật, đó là đạt được chân lý. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Cho nên người tu đến khi nào diệt hết vô minh chướng ngại, chừng ấy mới đạt được chân lý,
và có đạt được chân lý mới thấu hiểu được chân lý là vô cùng hay hữu cùng. Để dung hòa sự lý cho nhà tu dễ thấu đạt, xưa kia Ngài Phụ Đà Mặc Đa có thuyết bài kệ: chân lý vốn không tên, nhân tên rõ chân lý, thọ được pháp chân thật, chẳng chơn cũng chẳng ngụy. Ngày nay Đức Thầy khuyên: nương theo đuốc quỳ tâm chân lý, lòng tiên từ bi diệt dục lòng. Hạnh khiêm tốn của Đức Quỳnh giáo chủ. Đệ nhị thế chiến bùng nổ, thế giới khủng hoảng trước chiến tranh, dân chúng rơi vào cảnh điều linh thống khổ. Dưới sự truyền giáo của Đức Quỳnh giáo chủ, lúc đó cũng lắm trưng chuyên khổ khó. Thực dân Pháp phải lo ngại trước uy tín của Ngài, họ buộc Ngài phải an trí nhiều nơi do họ chỉ định. Mãi cho đến năm 1942, Ngài mới thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng, về cư ngụ ở Sài Gòn. Lòng thương nhớ Thầy, đồng đạo lần lượt đến viếng Ngài. Trong số đó, tại Cao Lãnh, năm Giáp Thân, năm 1944, có một số đồng đạo cùng nhau đi Sài Gòn viếng thăm Ngài. Họ đi bằng chiếc ghe tam bản bốn chèo. Chuyến đi này gồm có các ông hội trưởng, phó hội trưởng quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịch, ông hội trưởng xã Tân Thuận Tây, các ông Hai Đấu và Bùi Văn Triển. Ngày 2 tháng 4 nhuận năm 1944, thuyền rời Cao Lãnh, đi theo những con sông lớn đến rạch ngòi Heo Hút, trải qua 3 ngày mới tới Sài Gòn. Bốn ông hội trưởng bước lên trước, ông Đấu và ông Triển nhờ bốn ông xin phép Đức Thầy cho hai ông diện kiến. Khi công việc của các ông hội trưởng trình xong, họ bạch với Đức Thầy có hai người cùng đi được viếng Ngài. Đức Thầy chấp thuận, nhưng Ngài dặn sáng hãy dắt lên. Sáng ngày đi quanh lộn trên đường Sài Gòn một lúc lâu lâu, hai ông được đưa tới cửa sau một dãy phố hai tầng. Bước vào căn phố, đứng trước một bàn dài như cái quả đường để cúng cơm ở các ngôi chùa, hai ông chờ đợi. Lát sau Đức Thầy từ cửa đi vào, vẻ mặt hiền từ, hòa ái. Ông Đấu đứng lên xá Đức Thầy. Ngài nghiêm nghị thân mình, tay buông thẳng và đầu từ từ cúi xuống. Bây giờ như có mãnh lực vô hình thúc đẩy ông Triển làm giống ông Hai Đấu. Dẫu rằng từ trước đến giờ ông chưa gặp Đức Thầy lần nào, và trong ý nghĩ của ông, có lẽ đây là Đức Thầy mà mình hằng mong gặp mặt. Hai ông chào hỏi Đức Thầy xong, Ngài nhỏ nhẹ tỏ lời: cảm ơn các ông chẳng ngại xa xôi đến viếng Thầy. Vậy khi về nhà, ráng thực hành theo những điều mà tôi đã dạy trong sấm giảng. Khi ấy ông Đấu bạch cùng Thầy, cho ông được lại Thầy. Vừa nói ông vừa quỳ xuống, Đức Thầy nghiêm nghị nét mặt, đưa tay chặn và nói: không. Ông Đấu vẫn cúi xuống: không, không. Ngài gắt lên, nhưng ông Đấu vẫn lại xuống. Liền đó Đức Thầy quay bước vào trong, tránh cái lại mà Ngài đã không chấp nhận. Một lát sau, Ngài trở ra. Trước sự ngại ngùng của ông Đấu, Ngài nói một cách nghiêm nghị và quả quyết: trước mặt tôi, những việc tôi không cho mà ông còn làm như vậy. Khi không có tôi, ông hành động bướng bỉnh như thế nào nữa? Ngừng một chập, Ngài tiếp tục nói rất nhiều về pháp môn hành đạo, chỉ điểm những điều yếu lý trong giáo lý Phật Đà. Và Ngài cho biết đời hạ nguân, ma quỷ tà thần hay lộng hành á vị, xưng Phật, xưng thần, nhiễu hại thế gian. Qua hàng giờ, với lời khuyên bảo cặn kẽ,
Đức thầy đã làm cho tâm tư hai ông thơ thớ như được uống bát nước cam lồ. Ở đó tiếp chuyện với mấy đồng đạo khác, chập sau hai ông trở ra. Lúc ấy Đức thầy đang coi mấy anh em chùi rửa chiếc xe hơi trước cửa. Ông Đấu và ông Triển đến thưa ngài để về. Đức thầy đứng nghiêm đáp lễ với cử chỉ như lúc ngài chào hỏi quý ông ban đầu. Ông Triển cho biết với phong thái khoan hòa mà Đức thầy đối với hàng tín đồ từ xưa nay ít người sánh kịp. Ông quả quyết không thể nào làm lạc trước những người hiện nay xưng cậu, xưng thầy, mà tư cách của họ chẳng đúng vào đâu. Viết theo lời ông Bùi Văn Triển. Nhận xét: đem sự lễ bái mà sùng ngưỡng các bậc siêu nhân Phật Thánh là điều tốt, đáng khuyến khích. Song ta cũng không nên ngang bướng trước việc làm mà thầy tổ đã nhiều lần khuyên dạy. Chỉ thờ lại Đức Phật, tổ tiên, ông bà cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc, với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Thế mà hiện giờ có lắm người tự cho mình là chứng đắc quả vị Phật tiên, hầu lệ đời, phỉnh gạt thế nhân. Họ ngang nhiên để thế nhân lễ bái, cung phụng, sống phè phỡn bằng mồ hôi và nước mắt của kẻ cuồng tín. Trái lại ở câu chuyện trên, cho ta thấy đức độ giáo chủ đối với tín đồ có một giá trị khó lường. Hạnh đức khiêm tốn của ngài thật vô cùng thánh thiện. Nhưng trong khi thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế, bao mối đạo mới mọc lên như cỏ dại, kẻ xưng thầy, xưng Phật, lộng hành á vị, thì làm sao chúng ta phân biệt ai là tà, ai là chánh? Gút mắt ấy được Đức Giáo Chủ phân giải: bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc cứ màu cùng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Bởi vậy giáo lý siêu thượng của ngài mỗi ngày mỗi lan dần vào quần chúng, tín đồ càng lúc càng đông. Ai cũng bởi đức khiêm tốn của ngài trùm khắp, lời tiên tri của ngài đã thực thể chứng minh. Không chú trọng hình thức. Trong căn phố tọa lạc tại đường Lơ Phêu, Sài Gòn, vào một buổi chiều mùa đông năm Giáp Thân năm 1944, một câu chuyện khá tế nhị về vấn đề không chú trọng hình thức đã được diễn ra, mà chứng nhận là ông Lê Tấn Tài, người đã thuật lại mẫu chuyện này, chuyện như sau. Khi trời sụp tối, như thường lệ, Đức Thầy bắt đầu thời công phu lễ bái. Lúc ngài ra cúng tại bàn thông thiên, ông Tài và ông Rớt mới bàn tính với nhau, định rình coi Đức Thầy lại như thế nào, để khi về nhà có mà thực hành theo. Tính xong, hai ông bèn núp vào bên trong cánh cửa, có chỗ trống hơn một kẻ tai, ngó ra. Từ bàn thông thiên, Đức Thầy đi lại chỗ hai ông đang đứng, ngài hỏi: hai ông đứng đây làm gì? Hai ông nghĩ bụng, không biết tại sao mình đứng chỗ kính như thế này mà Đức Thầy nhìn thấy. Hai ông vội vàng thú thật cùng ngài: thưa Thầy, chúng tôi đứng coi Thầy cúng như thế nào đặng lễ bái theo cho đúng. Đức Thầy đáp một cách nghiêm nghị và quả quyết: nói như vậy thì hai ông được gần gũi tôi, làm đúng theo thể thức tôi cúng lại thì Phật chứng và là tín đồ của tôi. Còn những anh em không có dịp gần tôi, cúng lại không giống tôi,
rồi Phật không chứng và không phải là tín đồ của tôi hay sao? Qua lời phán dạy của Đức Thầy làm cho hai ông sực tỉnh, dứt khoát tư tưởng, chấp nê hình thức, và hiểu đó là phương tiện để tiến đến chỗ cứu cánh, mà điều quan trọng trong khi lễ bái phải thành tâm. Viết theo lời ông Lê Tấn Tài. Nhận xét: sự tu hành có qua chỗ thấu đạt chân tâm, nên mọi hình thức tu tập bề ngoài đều nhằm mục đích giúp cho hành giả dùng hình thức chuyển nội tâm. Vì thế sự cúng lại miễn sao cho được thực hành, và nhất là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Hoặc sớm dưới chiều gắn chí nguyện cầu là được. Lại nữa, cốt yếu của sự lễ bái là ở chỗ lễ Phật giả kính Phật chi đức. Lễ bái Phật để cảm kính đức độ từ bi của chư Phật và nguyện làm theo công hạnh của các ngài. Hơn một lần, Đức Thầy đã bảo: còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Nói như thế không có nghĩa là ngài cho phép chúng ta khỏi lễ bái, và lễ bái một cách bừa bãi được, mà ở đây Thầy dạy chúng ta đừng để mắt vào sự mà quên phần lý. Tâm ta bao giờ cũng đoan quyết dọn bề trong, để cho ánh sáng trí tuệ ngời lên, xua đuổi bóng tối vô minh, hầu gần chăn bản thể cùng chư Phật. Câu chuyện trên quả thật là một phương thức dạy ta phá chấp hình tướng vậy. Qua năm dê. Vào khoảng mùa xuân năm Tân Tỵ năm 1941, Đức Thầy bị người Pháp an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Họ kiểm soát quá gắt gao, không cho tín đồ lui tới viếng thăm ngài. Duy chỉ có Đức Ông, Hương Chủ Cư và một vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào mỗi chiều thứ bảy mới được vào thăm trong vòng một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó một thời gian, Đức Thầy cảm hóa được y sĩ Trần Văn Tâm, vị cai quản bệnh viện này, và thâu phục được anh gác cửa bằng cách là dùng chai nước lạnh để trị bệnh mù mắt cho mẹ anh được sáng lại. Nhờ vậy mà từ đó anh em tín đồ đến thăm Đức Thầy mới dễ dàng. Một hôm, ông chủ cư đang tiếp chuyện với một ít đồng đạo tại cửa, còn Đức Thầy thì nằm nghỉ nơi gian phòng phía trong. Bây giờ quý vị ấy cùng ông chủ cư bàn qua việc tu hành. Lần lượt họ đưa ra hai câu giảng: qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Rồi họ hỏi ông chủ hai câu ấy nghĩa như thế nào. Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe và nói hơi lớn tiếng: đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết thì tôi không tu nữa. Bỗng Đức Thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ vai ông mà nói: sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cuộc là thời cuộc, chứ đâu gì thời cuộc mà mình mới tu. Tiếng chuông cảnh tỉnh ấy làm cho ông chủ giật mình và rất hối tiếc vì lời mình đã nói ra. Viết theo lời ông Lâm Thơ Cư. Nhận xét: đang sống trong cảnh khổ đau, khắc nghiệt, ai cũng muốn chống qua thời gian ấy để được hưởng sự thái bình an lạc. Đó là ý niệm chung của xã hội loài người. Đức Thầy cũng nói rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong một đoạn giảng: thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phước cho rồi, nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn.
Nhưng đối với người tu hành thì phải có ý niệm sâu xa hơn. Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời cuộc mới tu, thì sự tu ấy chỉ tu qua tru khổ mà thôi, chứ chưa sao đạt được mục đích. Cho nên trong lúc ông chủ nói lời quả quyết để tăng đức tin cho hai đồng đạo kia, thì Đức Thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ. Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cuộc là thời cuộc, chứ đâu phải vì thời cuộc mà mình mới tu. Đức Thầy cũng có lần nói với ông Hương Hào Phỉ rằng: thiên cơ không nên bàn, vì bàn sẽ có tội, bàn trật đã có tội rồi, mà bàn trúng cũng có lỗi nữa. Qua lời chỉ giáo của Đức Thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy làm sao? Bởi mục đích của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không những chỉ dạy người ta gây phúc lợi riêng cho mình mà phải tu chung cho vạn loại, mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả thì lúc sung sướng thường là gây giống nòi cho thời khổ đau. Còn thời khổ đau nếu biết thức tỉnh thì là nguyên nhân cho ngài an lạc. Nên hễ còn là một chúng sanh trong cõi trần gian, tất còn chịu dưới định luật trả dai của vui và khổ. Trừ phi các bậc Bồ Tát, Bổ Xứ mới không còn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng xéo dày. Trong bài Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ, Đức Thầy có dạy: các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Cho nên, người đã quy y đầu Phật, gặp thời tao loạn cũng tu, mà gặp lúc thái bình vẫn tu. Tu cho đến khi nào vẹn toàn bổn phận của một con người và kiến diện chân tánh mới gọi là đạt được mục đích. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tọa.